lãi được ở sàn vàng, lãi được ở sàn vàng mà là hiếm có. Tại vì sao? Rồi, sàn vàng đấy là chết, nó khốc liệt kinh khủng, 97-98% chứ không phải nó khốc liệt. Nhưng mà em lại đánh theo kiểu là em đánh sao ơi, này sao ơi, em có khi là em căn lệnh mua căn lệnh bán luôn. Như hôm mà sóng sập lên sập xuống này, em đợi những cái lúc mà bình yên nhất thì em chơi, chơi sao ơi, em ăn tôm nữa. Thế được, tôm được. Mình không phải cái số mà phải nhảy vào cái bơi thuyền kayak nhào lên nhào xuống loài chứ, lúc mà mẹ bản tin nó ra chè lên cho nên nó bật lên bật xuống, nó lắc như là một cổ ấy, hồi cái hồi mà dân mình máu ấy vào vào